Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với một cái video mới ở trên cái channel Desmond Vũ này của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn cập nhật về một cái vấn đề. Một cái vấn đề là mình đã đề cập trong cái video mới nhất mà mình làm gần đây. Cái video đấy nó tên là đừng cho trẻ em lên mạng. Ngay sau khi mình làm cái video đấy, thì trong cái video đấy là mình có đề cập đến một cái email mà mình có nhận được từ bạn tên là Hoàng Hậu. Đấy, thì bạn ấy gửi cho mình một cái email là mình đã đề cập ở trong cái video lần trước. Nội dung của cái email là dẹp cái bản mặt chó của mày đi rồi làm video xấu như con họ. Có tiền thì đi sửa cả bản mặt đi, nhìn khác gì chó mặt xệ. Phản ứng của tôi với cả cái email đấy như thế nào thì tôi đã đều bày tỏ ở trong cái video đấy hết rồi. Nếu mà các bạn chưa xem thì link nó ở ngay ở bên trên góc một trong hai góc này đấy nhá. Rồi, sau vài ngày tôi đã nhận được một cái reply mới cũng từ bạn Hoàng Hậu này. Bạn ấy đã reply là đúng rồi, nên học cách chấp nhận đi. Chứ tao nói mày như chó mặt xệ là nhẹ đó. Người ta nói mặt mày như đầu bể là đúng đó. Tao lớn hơn mày rất nhiều tuổi, nên thay vì sủa dơ lên mạng học đòi thì nên tích tiền đi sửa bản mặt chó bay thèm đi. Mặt như con họ mà cứ sủa dơ. Các bạn ạ, nếu mà tôi có một xu cho mỗi lần bạn ấy dùng cái lập luận là tôi sủa dơ ở trên mạng, tại vì bạn ấy không có một cái lập luận nào khác chặt chẽ hơn và chắc chắn hơn để mà đối đầu lại với tôi, thì tôi sẽ có tổng cộng là 2 đồng xu các bạn ạ. Không phải là nhiều lắm, nhưng mà nó đã xảy ra tận 2 lần. Và trong cái email này thì cũng có một cái vế rất hay, đấy là cái vế tao lớn hơn mày rất nhiều tuổi, nhưng mà không có một cái bằng chứng nào cho thấy là bạn ấy lớn hơn tôi rất là nhiều tuổi, cho nên đối với tôi thì bạn Hoàng Hậu thì vẫn mãi mãi là một bạn trẻ con đáng yêu nhá. Cháu năm nay lớp 6 đáng yêu, gửi email cho chú Hiếu xỉ nhục chú Hiếu một tí nhá. Thôi được rồi, biết là cháu bị trẻ trâu, cháu bị vô văn hóa rồi, thôi cứ tiếp tục học tốt lớp 6 để mà lên lớp 7 tiếp đi nhá. Đấy. Và ở trong cái video lần trước thì tôi cũng có đề cập. Đấy là đây, thay vì để tôi nói bây giờ thì tôi sẽ để tôi của tuần trước nói cho nó rõ ràng, cho nó rõ ràng, cho nó kỹ càng một lần nữa. Tại vì đây cũng không phải là một cái điều gì mà tôi giấu giếm hay là tôi cố để mà che đậy lại cả. Rồi bạn ấy nhắn cho tôi là anh Hiếu đến Noel vẫn có NI. Thứ nhất là tôi có người yêu rồi. Thứ hai, đấy các bạn ạ, trong cái vế mà tôi vừa mới bảo là thứ nhất là tôi có người yêu rồi, nó có gì khó hiểu đối với bạn Hoàng Hậu không nhở? Ngoài cô giáo giáo dục công dân của bạn ra thì hóa ra là cô giáo dạy văn của bạn cũng không dạy cho bạn cách đọc hiểu tử tế đúng không? Thôi, cái trường này là cái trường nào mà nó lại tồi tệ như thế? Thôi năm sau lên lớp 7 là ngoài cái lời khuyên của tôi là được cái danh hiệu học sinh giỏi vào năm lớp 7 thì tôi cũng khuyên thêm cái bạn Hoàng Hậu này nhá. Là lớp 7 thì chuyển trường đi nhá. Tại vì cái trường nào mà dạy giáo dục công dân đã không dạy được rồi, mà đến cả dạy văn cũng không dạy được tốt nữa, thì tôi nghĩ là cái trường đấy là không nên đáng để tiếp tục theo học đâu. Đấy nhá bạn Hoàng Hậu nhá. Và cũng trên cái chủ đề đấy là viewer ngố, thì hôm nay chúng ta lại có một cái tin tức mới. Độ mì xì. Độ mì xì, ôi giời ơi, lần này độ mì xì lại làm cái gì? Lần này độ mì xì lại làm cái gì để mà lên tin tức đây? Lần này Độ Mixi đã soi đèn pin cho một người ở trên đường, tại vì đèn pha của người ta bị hỏng để người ta có thể tiếp tục đi đường các bạn ạ. Như vậy thì các bạn có thể là thắc mắc, thế thì cái điều đấy có cái gì mà tệ, tồi tệ đến thế, có cái điều gì mà đáng khen đến thế để mà đem lên truyền thông người ta ca ngợi hay là người ta chê bai? Đối với bất kỳ người bình thường nào thì khi thấy người bị hoạn nạn thì người ta cũng sẽ ra tay cứu giúp như vậy thôi, đúng không nhở? Đây là cái ảnh trong hôm nay là tôi đã thấy. Sau khi nhiều anh em tỏ ra khâm phục Độ Mixi vì hành động nhân văn, nhưng lại có nhiều người nói rằng nên bớt truyền thông, bớt làm màu lại, thậm chí còn nói lời khó nghe với streamer này. Các bạn ạ, từ từ khoan nhá. Khoan. Dừng lại khoảng chừng 2 giây để Hoàng Anti dựng chuyện lên chặn. Một anti-fan cảm thấy không hài lòng, tố cáo công việc thiện nguyện của anh chỉ đang làm màu, tìm cách để đánh bóng tên tuổi. Ây da. Đấy các bạn ạ, cuộc sống mơ ước của bao nhiêu người đấy. Cái cuộc sống làm streamer suốt ngày chỉ ở nhà và lên mạng chơi game, có cái gì mà nó khó khăn đến thế được nhở? Chắc chắn không phải là cái chuyện đấy là kể cả có đi làm từ thiện cũng bị người ta réo tên lên bảo là ôi, hóa ra làm từ thiện cũng chỉ là để làm màu. Xong rồi đến bây giờ thì là cái việc giúp người khác đi đường nhưng mà cũng bị tố lên là ôi, hóa ra lại là truyền thông và làm màu. Nhưng mà các bạn ạ, cái việc mà Độ Mixi bị chỉ trích tại vì ông ấy quá nổi tiếng thì nó cũng gọi là xưa rồi. Cái đặc thù công việc livestream là cái con dao hai lưỡi thì chúng ta cũng không lạ gì nữa rồi.
một bên là sự nổi tiếng và cái tiền bạc trang trải cho gia đình, và một bên đấy là cái việc mà làm cái gì cũng có thể bị soi mói, thì cái đấy là chúng ta không lạ gì nữa rồi. Nhưng mà các bạn ạ, cái nó kỳ lạ ấy, cái nó kỳ lạ là một số lập luận của một số viewer, cái nó kỳ lạ là một số cái phản ứng của một số viewer. Thực ra tôi nói là một số nhưng mà đây là tôi tìm được đúng một cái, mà cái này là tôi nhìn thấy xong tôi phải đem lên tôi làm video luôn. Đấy, sao không cho ông chú vô xe của bạn thong dài, rồi xe người ta để đâu? Đọc kỹ đi, ông chú đi xe máy mà bạn. Bạn Trần Hữu Việt thì lại có một cái reply nó thẳng thắn hơn. Rồi xe chú đó để ông bà già mày chạy về dù mà. Đấy, và cái reply được nhiều react, tại vì thẳng thắn thế thì không react làm sao được. Đây chỉ là cái screenshot thôi, chứ đây là Facebook thì tôi cũng react ngay. Thì bạn thong dài, các bạn nghĩ là bạn ấy sẽ có một cái lập luận chặt chẽ như nào, một cái lập luận đối đầu như nào để thể hiện là cái việc tao ghét độ Missy là chính đáng. Tao là một con người có học và tao ghét độ Missy cùng lúc. Một con người như thế có tồn tại. Một con người vừa có học, vừa ghét streamer, vừa ghét content creator. Các bạn ạ, lập luận của bạn thong dài, não cũng rất là dài và không một chút nếp nhăn. Tác Trần Hữu Việt, mẹ mày, wow. Một cái lập luận không thể nào chặt chẽ hơn được. Một cái lập luận mà đúng là bạn thong, chỉ có bạn thong dài mới có thể nghĩ ra một cái lập luận chặt chẽ như thế. Tôi là tôi khuyên bạn thong dài là sau này nên làm luật sư, nghe chưa? Đấy, bạn thong dài có những cái lập luận chặt chẽ như thế này thì đúng là không ai dám cãi lại bạn luôn. Vào một cái phiên xét xử vụ án nhá, là bạn thong dài, bà đấy chỉ cần thưa quan tòa, dạ bên tôi là bên bị cáo thì chỉ có một câu nói thôi, mẹ mày. Đấy, thế là bạn sẽ auto thắng kiện, auto thắng án, là tiền nó sẽ cứ về mãi thôi. Bạn sẽ là luật sư giỏi nhất thế giới này, tôi tin chắc là như vậy. Bạn thong dài với cái reply như vậy. Đấy, bạn Trần Hữu Việt, bạn thấy chưa? Bạn đã có một cái hố nào để mà chui xuống đất chưa? Bạn bây giờ là bạn không được phép ra đường nữa. Ra đường là người ta cười cho. Đấy, sao lại để thong dài sỉ nhục như thế ở trên mạng? Sao lại dám reply thong dài, và thong dài lại có một cái reply lại lập luận chặt chẽ, lý luận chặt chẽ như thế hả? Tại sao lại dám reply nếu mà biết thong dài là một người có tinh tế và có sự thông minh như thế hả? Rồi ở ngay bên dưới thì có bạn Nguyễn Văn Hướng, tác thong dài. Học đến lớp mấy rồi, hỏi câu ngu vơ cờ. Lại một người phản đối bạn thong dài nữa. Tôi là tôi không thể nào hiểu được những người mà phản đối thong dài. Người ta thông minh, người ta có lập luận chặt chẽ như thế. Người ta đã giải thích rõ ràng ra tại sao mình ghét độ Missy với một cái lập luận mà không thể nào bàn cãi được như thế rồi. Tại sao lại vẫn còn dám reply? Thì lần này bạn thong dài, bạn ấy lại có một cái lập luận nữa cực kỳ là chặt chẽ và cực kỳ là độc nhất và chưa từng lặp lại bao giờ. Mỗi một cái lập luận của bạn ấy lại là một cái bài văn chương lai láng. Thì cái trả lời đấy của bạn thong dài nó là cái gì? Đây để tôi đọc cho các bạn với cái giọng đọc nó gọi là trịnh trọng nhất mà tôi có thể nghĩ ra nhá. Tác Nguyễn Văn Hướng, mẹ mày. Rồi bây giờ cái lập luận chắc chắn như thế thì bạn Nguyễn Văn Hướng, bạn ấy đỡ làm sao được? Có thấy bạn Nguyễn Văn Hướng bạn còn không dám reply không? Thôi được rồi, bạn thong dài đã chính thức thuyết phục tôi là cái việc ghét độ Missy của bạn ấy là cái việc đúng đắn. Tại sao? Dạo gần đây thì tôi cũng có nhận được một số cái comment ở trên video của tôi là anh hướng dẫn làm thế nào để bắt đầu việc livestream, anh hướng dẫn làm nào để bắt đầu việc làm YouTube đi. Thì đây, nó cũng là một cái phần rất là thiết yếu ở trong cái việc livestream và làm content ở trên mạng. Đấy là các bạn có chịu được áp lực không? Đấy là các bạn có chịu được cái sự soi mói của người bên ngoài không? Đấy, mặc dù tôi cũng là một content creator nhỏ thôi, tôi không tự nhận là tôi cao siêu hay là gì cả. Nhưng mà dù có là content creator nhỏ như là tôi hay là content creator to như là Độ Missy đi chẳng hạn, thì cái này nó cũng là một cái phần thiết yếu của công việc rồi. Nó là một cái đặc thù của công việc rồi. Khi mà một người như thế này xuất hiện, 10 người như thế này xuất hiện, 100 người như thế này xuất hiện, thì các bạn có đủ bản lĩnh để làm tiếp không? Đây là câu hỏi của tôi cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.